Một ngày làm việc của mình đi ra ngoài đường thì mình phải sử dụng kem chống nắng nè, mình phải make up một chút xíu, đúng không? Thì bây giờ Kim Anh sẽ tẩy tế bào chết. Đây là cái chai tẩy tế bào chết của bên Nhật Kim Anh nhé. Đây là Laura Sunshine tẩy tế bào chết này, và nó là chiết xuất từ bùn khoáng nhé. Thì mình một lần mình tẩy mình chỉ cần bấy nhiêu đây thôi. Đó, sau đó mình xoa ra. Đó, tẩy cho cả nhà coi. Nhớ là nhẹ nhẹ thôi nha. Những cái này á, là những cái gel, và nó gọi là cái gum á cả nhà. Nó sẽ xuất hiện những cái gum. Đây nè, những cái gum nè. Cái gum này nè, nó sẽ lôi ra hết những cái phấn mà mình tẩy không sạch nè ha. Và kể cả những cái tế bào của mình. Đây. Đó. Đó, cả nhà thấy không? Đây là tẩy tế bào chết chiết xuất từ bùn khoáng nha cả nhà nhớ. Khi mình tẩy rồi cái gum nó ra như vậy, và nó kéo theo những cái phấn nè, những cái tế bào chết của mình. Tại vì trong một tuần một tháng thì nó sản sinh ra cả ngàn cả tỷ tế bào lận. Đó, mình phải tẩy đi, chứ nếu mình không tẩy đi thì nó đóng lại, nó đóng trên cái da mình lâu ngày, nó sẽ trở thành mụn nhé cả nhà nhé. Đó, bây giờ thì Kim Anh sẽ sau khi mà mình tẩy tế bào chết xong thì Kim Anh sẽ đóng cho cả nhà coi nhé. Đó, nè cả nhà coi nè. Đó, cái da của mình nó sẽ rất là mịn, tại vì nó chiết xuất từ bùn khoáng mà cả nhà. Mà khi chiết xuất từ bùn khoáng á, nó làm cho cái da của mình nó rất là mịn. Cả nhà thấy không? Nó mịn lắm luôn á. Hôm nay sẽ sorry nha, tại vì nếu mà đứng ở kia, đứng ở như cái bồn kia thì mình rửa không có sạch, cho nên là khi mình đứng vô đây, Kim Anh thực hành luôn cho cả nhà coi để cho nó thấy được cái sạch. Cả nhà thấy không? Nó rất là sạch, mà nếu mình sử dụng lâu dài á, cái da của mình nó không có bị mụn đâu.